một cặp loa đẹp đến mức gọi là không thể nào diễn tả được, cái không dùng cái từ nào để diễn tả nữa các bác nhá. Cặp loa này là em chuyển về cho bác khách ở trên Vĩnh Phúc về Việt Trì này. Tối ngày hôm qua bác banh tiền cho em, và bác khách này thực sự là em nhìn lại Zalo là bác rất là kỹ tính. Thực sự là đối với những cặp loa mà em đã nói là tay em tuyển chọn, thì có dù bác khách nào kỹ tính đến mấy, nghĩa là kỹ tính nhất nhá, cũng không thể nào có một cái lời gì ca thán đối với những cặp loa mà tay em tuyển chọn này. Các bác cùng xem cặp loa đẹp đến gọi là hết cỡ luôn, một từ gọi là cực kỳ là xuất sắc nha các bác nhá, siêu đẹp luôn. Em thử từng chiếc một, không một điểm trừ. Với những cặp loa bên Ngọc Quang bán cho các bác hàng bãi thì về cái độ zin thì em không nhắc đến rồi, vì nó là phải là zin. Đấy, zin toàn tập các bác nhá, mỹ mãn luôn cho các bác. Đấy, cái điều quan trọng nhất vừa ở cửa hàng em đối với những cặp loa bãi thì là những bác nào kỹ tính thì là ở hình thức, còn độ zin thì không phải nói đến nhá các bác nhá. Không phải nói đến độ zin. Zin thì cực kỳ rồi, không phải suy nghĩ. Cái hình thức cân và đẹp cùng đôi này, đẹp xuất sắc, một từ là cực kỳ xuất sắc. Dù có khó tính đến mấy, nếu mà khi em đã tuyển những cặp loa, em nhắc đi nhắc lại để các bác biết, các bác không phải suy nghĩ về bảo phải đẹp, phải lọ phải kia, thì em đã chọn thì các bác này. Đấy, và cái này này các bác ơi, các bác biết làm sao hình thức đẹp nhưng mà phải giữ được cho các bác nó bền lâu rồi. Tất cả các mép này em nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhá, em đã chạy keo cho các bác đấy, nhưng mà chạy xong thì các bác cũng không thể nào nhìn thấy vết keo, rất là lét nhá. Đấy, nghĩa là nó vuông này, nhưng em chạy qua đấy, chạy qua không được để lem nhem, không một vết nào dây nhá. Các bác thấy kỹ thuật à? Đấy, nên các bác để ý, kể cả dù rằng các bác mua loa bóc xốp, các bác dùng chỉ sau một năm, một năm rưỡi là những cái này nó sẽ lở. Đấy, nó sẽ há, nhưng mà riêng loa bên em đã tuy là hàng bãi nhá, nhưng hàng bãi nhập nó đẹp thì em chạy này. Đấy, các bác mà mua mới mà bóc ra mà các bác chỉ cần ẩu thôi là nó sẽ bật, nó sứt này, nó rất là mất thẩm mỹ. Còn chất âm thì không nói đến rồi, nó cứ zin thì đều là chất âm như nhau hết. Đấy, cái độ zin độ xịn thì nó chất âm như nhau, nhưng mà đây là giữ được cho các bác đẹp này. Và cặp loa nó đẹp thì các bác trưng bày trong căn phòng nó trông nó rất là sang xịn và rất là mịn mà các bác nhá. Cái điều quan trọng nhất đây, các bác ơi, đậy vào nó như thế này. Còn bên em ấy là cho anh em vệ sinh loa thì em chưa đậy căng, khi chuyển đi em nhặt những cái căng em đậy vào, thì để chỉ vài hôm ấy để cái con tò vò này nó làm cái này, nhưng mà rất dễ thôi, em lấy cái cậy ấy là nó bong đi ngay cái chốt để cắm cái loa này. Đấy, thì em đậy vào là ok rồi nhá. Đấy, còn tò vò đấy thì đơn giản thôi, các bác đậy này thì nó không thể làm tổ được. Đấy, các bác để ý chưa? Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ những cặp loa siêu tuyển chọn bên Ngọc Quang Bắc Giang. Đấy, các bác thấy chưa? Đối với những cặp loa siêu tuyển này, trên giá thị trường thì anh em đang bán với mức giá chắc chắn là rất là cao, mà cũng khó mà có được những cặp loa đẹp như bên em. Đấy, bên em thì có đủ các tiêu chí để lựa chọn cho các bác những cặp loa nó cực kỳ là xuất sắc. Đấy các bác nhá. Các bác biết tại sao không ạ? Vì nó là số lượng các bác cực kỳ là nhiều bên em. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ. Em xin tạm dừng video ở đây để cho anh em đóng và trả đơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.